Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Bất động sản Tiềm năng. Và trong video lần này thì Bất động sản Tiềm năng sẽ giới thiệu cho quý vị về các mô hình kinh doanh bất động sản tại Việt Nam trong năm 2024. Thứ nhất là cần đề cập tới bất động sản nghỉ dưỡng. Bất động sản nghỉ dưỡng được xem là một loại hình bất động sản được chú ý nhiều trong thời gian gần đây và cũng xem là một loại hình tiềm năng. Vì do ngành du lịch ở nước ta thuộc ngành kinh tế trọng điểm, cho nên đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đáp ứng được nhu cầu về cư trú, nghỉ dưỡng cho du khách. Về ưu điểm thì đây là một lĩnh vực đầu tư có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, đặc biệt là tại những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch. Đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng sẽ thường mang lại lợi nhuận cao, đặc biệt là khi sở hữu vị trí đắc địa hoặc là có thiết kế và tiện ích hiện đại, thu hút được đông đảo khách hàng. Và đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng thì còn cho phép chủ sở hữu sử dụng và nghỉ dưỡng tại nơi đó, cho nên là trong khoảng thời gian quy định hoặc là cho thuê để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên là về nhược điểm thì đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cần số vốn ban đầu lớn và có thời gian đầu tư dài hạn. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có tính kháng khá cao với biến động kinh tế và thời tiết, có thể dẫn đến rủi ro cho những khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cư trú, nghỉ dưỡng cho du khách. Thứ hai là mô hình condotel. Đây là căn hộ dịch vụ được bán cho nhà đầu tư dưới hình thức sở hữu lâu dài từ 50 năm trở lên và được vận hành bởi chuỗi khách sạn chuyên nghiệp. Về ưu điểm thì đây sẽ là có vị trí đắc địa, tiện ích cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, tiềm năng sinh lời từ việc cho thuê lại và tiện lợi cho việc nghỉ dưỡng hoặc sử dụng vào mục đích công tác. Tuy nhiên, đối với nhược điểm của mô hình này sẽ mang lại giá thành cao hơn so với các loại hình bất động sản khác. Mức độ sinh lời sẽ phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của mỗi chuỗi khách sạn và chi phí quản lý vận hành cao. Cuối cùng là shophouse. Shophouse là nhà phố được kết hợp chức năng ở và kinh doanh, thường được xây dựng tại các vị trí trung tâm thương mại sầm uất. Về ưu điểm thì có vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận khách hàng, tiềm năng sinh lời kép từ việc ở và kinh doanh, tự do kinh doanh theo mô hình mong muốn. Còn về nhược điểm thì giá thành cao hơn so với nhà phố thông thường, cần có kiến thức kinh doanh và quản lý cửa hàng, chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường và chính sách quy hoạch. Cuối cùng mà bất động sản muốn đề cập cho quý anh chị ngày hôm nay là mô hình officetel. Đây cũng chính là mô hình căn hộ văn phòng kết hợp với chức năng lưu trú và thường được xây dựng tại các khu vực tập trung văn phòng và công ty. Ưu điểm đối với mô hình này là vị trí thuận lợi cho việc di chuyển và làm việc, tiết kiệm được chi phí di chuyển và chỗ ở và có tiềm năng sinh lời từ việc cho thuê lại. Tuy nhiên, về nhược điểm thì sẽ diện tích nhỏ hơn so với văn phòng thông thường, thường ồn ào và náo nhiệt do tính chất của khu vực và chi phí quản lý vận hành cao. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần tới.